Các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một kỹ năng tô màu xào được thật là đẹp. Và bây giờ các bạn hãy theo dõi mình hướng dẫn nhé. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé các bạn ơi. Việc ngoài thế rồi 12 giờ năm mười thì vẻ năm mười nửa thôi sao mày tận 10 tiếng nói thế sáng mày làm mẹ là 5-6 tiếng rồi là 1 tiếng 1 tiếng rưỡi chiều 5 tiếng 9 tiếng rưỡi rồi đang hôm qua đây 10 tiếng mà mất điện thôi thì lại phải đi hỏng hơi lại phải không vậy có cái phột mõm nhưng mà tìm được cái lủng la lủng lẳng cũng ngoài chắc không khác mẹ đánh tiếp đi đánh tiếp đi đánh từ nó chặn rồi nó chặn rồi mình đánh kể cả nó cũng mẹ rút 70 to nhất này mất nhục cái trạng vội cái ngu ấy của càng mày trong 120 xong mình lại đi trở lại 100 trên đó ngu vậy rồi ăn 100 rồi lại chuyển lại cho nó làm cái gì lúc đấy vẫn nghĩ là nó gì nó ấy lại đúng rồi vẫn nghĩ là nó còn cho thôi thế là mệt mất nghe 70 to nhất mà khi lần 70 lấy là ở đâu lần rút mấy chục cái tô màu xong nhé. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một kỹ năng tô màu xào được thật là đẹp. Và bây giờ các bạn hãy theo dõi mình hướng dẫn nhé. Còn đây mệt lại. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn. Lại to rồi, lại ít quá. À, đây là cho ít. Nói nhẹ chỉ nhẹ tầm này thôi, không nhẹ hơn đâu. Đáng lẽ ăn được 200 rồi đây, ăn cũng được 100 bộ. Đây hả? Giờ tí không? Thấy cái vẻ là? Chưa. Đấy. Đang làm nốt.
Rồi kiếm môn nào nữa đi, kiếm môn nào tiếp đi. Đi chỉ kiếm tiếp, đang kiếm tiếp rồi. Tìm mình chưa? Kiếm ấy mà không cần vốn nữa mà nói. Mình được lắm tiền. Hảo. Mình có tiền xong mình vẫn lấy được mà đúng không? Mình có tiền xong vẫn vào lớp nó. Vậy là bạn là nó. Thì đấy nó là cái mẹ quên rồi. Cá. Không. Cái quên là mẹ của Hồng cơ. Ừ. Con này. Như tật này là đó. Cho ra hậu xuống như không. Cái này tí nó vứt đầy cá này. Nó không nhìn cá này nó vứt đói gì đó. Không, cho dưa hấu xuống ấy. Ừ, thì không biết là đói. Về đi. Mẹ thoát nhiều. Trời, còn đúng 10 phút nữa không phải. 12 giờ mẹ không 4 tiếng rưỡi. Sọc lũ cá. Lây. Bà hít ra ngoài thì... Về đi. Ra làm nước nữa đói quá. Xói ruột. Đi. Mẹ còn phải nước. Sơn nó mới làm đây. À. Nãy Sơn nó mới làm đây à? À. Sơn. Ừ. Còn nhanh dậy xong vẫn vào làm. Hả? Ừ. Còn nhanh nó dậy xong nó vẫn vào làm ấy. Vậy. Đó là. Mẹ ơi. Thời gian đấy với mất đéo về để bán cho chúng mày bỏ mít đặc cấp nhỉ. Thời gian đấy với mất đéo về để bán cho chúng mày chi ông chiều nó không đi ai bằng ngu ta không mua đâu rồi mẹ là trò mà mẹ mẹ đâu bị bắn mình rồi bố mẹ mẹ ở đây á mẹ thôi bố đâu